chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục tiếng nói cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, xác định giao thông là huyết mạch của nền kinh tế, tỉnh Ninh Thuận đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và mở rộng nhiều tuyến giao thông theo hướng đồng bộ, kết nối liên vùng nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Hiện nay Ninh Thuận đang tiếp tục triển khai thi công dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận, đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến quốc lộ 1A. Bên cạnh niềm vui khi có tuyến giao thông mới đi lại thuận lợi, rút ngắn cự ly vận chuyển hàng hóa, cử tri xã Nhân Hải lo lắng việc thi công mở rộng tuyến đường qua địa bàn sẽ chồng lấn và thu hẹp hệ thống thoát lũ tại khu vực Đồng Muối, thôn Khánh Phước. Canh tác ở cánh Đồng Muối, thôn Khánh Phước hơn 20 năm, ông Thái đã nhiều lần chứng kiến sự hung hãn của nước lũ từ trên núi tràn về. Vì vậy, khi triển khai thi công đường vành đai phía Bắc đi qua địa bàn thôn, ông Thái lo lắng về hệ thống thoát lũ của công trình. Tôi là người dân, sống ở đây là cũng mấy chục năm rồi. Thì nó nghe là tôi thấy cái hiện trạng, mỗi năm là nước lũ lớn về, thì cái lưu lượng nước ở khu vực Hòn Nhọn nó đổ ra cái suối Đá Bôn này là rất là lớn, cái lưu lượng rất là xiết. Tôi đã từng là liện dây rồi tôi cứu người tại đây, trao xi trao bò ở đây, thì tôi đã biết là cái lượng nước rất là lớn. Nhưng mà hiện trạng bữa nay là cái đường vành đai của nó thông qua địa bàn này, bà con rất là mừng, nhưng mà bữa nay nó đã lắng bước đi, phần suối còn hẹp lại quá nhỏ, thành ra tôi thấy là cái nguy cơ mà nó phá cái khu nước lũ về, nó phá cái nó tàn phá cái khu ruộng của muối của bà con á, thì nó ngay bà con là rất là hoang mang, rất là lo sợ. Người dân địa phương cho biết suối đá Buông ở thôn Khánh Phước rộng khoảng 4m và dài hơn 700m, có chức năng tiêu thoát nước lũ từ hai ngọn núi Hòn Dồ và Hòn Nhọn đổ ra Đầm Vua. Theo thiết kế, dự án đường vành đai phía Bắc sẽ mở rộng từ 9m lên 21m. Vì vậy, cử tri địa phương lo lắng việc mở rộng tuyến đường sẽ chồng lấn và thu hẹp lòng suối đá Bôn, gây cản trở tiêu thoát lũ vào mùa mưa và ảnh hưởng đến hơn 10 hectare ruộng muối của người dân. Bà con rất là phấn khởi và rất là mừng được cái dự án đi qua cái địa phương. Nhưng mà nó có một cái trở ngại tại cái khu vực là suối đá Bôn. Thì cái khu vực suối đá Bôn này là ngày xưa nó rộng khoảng 4m. Để mà nước lưu lượng từ núi Hồng Dồ, núi Hồng Nhọn nó đi ra đây để mà nó thoát nước. Nhưng mà bây giờ qua 5 tháng thì cái suối này nó đã hẹp dần. Và đến hôm nay là cái đường này nó bị chồng lấn lên cái suối Đá Bôn và làm cho cái đoạn này nó rất là hẹp. Thì cái nước mà khi mà mưa lũ đến thì nó không thể nào mà thoát được. Thì nó sẽ gây ra cái hậu quả là nó sẽ bất hết toàn bộ cái ruộng muối của cái phía nam của bà con. Thì qua đây thì cũng mong rằng là các ngành chức năng cũng xem xét, nghiên cứu, đánh giá được cái tác động mà mưa lũ để mà làm sao đó để mà khơi thông cái dòng chảy này để nó đảm bảo cho bà con là an toàn trong cái khu vực ruộng muối này. Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông cho biết, tuyến đường từ đèo Khánh Nhơn đến quốc lộ 1A thuộc dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh có chiều dài hơn 10,4 km, tổng mức đầu tư hơn 487 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Về phương án thi công cống thoát lũ và hệ thống mương tại km 0+738 ở thôn Khánh Phước, đơn vị đã có kế hoạch thi công mở rộng kích thước miệng cống hiện hữu lớn hơn 1,5 lần, đồng thời gia cố bê tông hạng mục mương thoát nước suối Đá Bùn để tránh xói lở, đảm bảo khả năng thoát nước. Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri thì chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá lại hiện trạng dòng chảy, thì có thấy thì khu vực này do bà con sản xuất nông nghiệp đã cải tạo sản xuất nông nghiệp thì làm thay đổi lưu lượng qua phạm vi cống đã được thiết kế. Thì sau khảo sát thì đơn vị đã chỉ chủ tư đã chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát lại và đưa ra giải pháp thiết kế cống để đảm bảo khả năng thoát nước của khu vực, và phía hạ lưu cống thì sẽ gia cố lại là đẩy nhanh khả năng thoát nước khi có vào mùa mưa lũ để không ảnh hưởng đến sản xuất muối của bà con. Và sau khi trong quá trình thực hiện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo tối ưu nhất khi thiết kế và đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông cho biết,
Trong quá trình thi công hệ thống thoát lũ suối Đá Buôn trên tuyến đường vành đai phía Bắc, sẽ mời đại diện chính quyền và cử tri địa phương giám sát để có những điều chỉnh thích hợp, nhằm đạt hai mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa, đồng thời hệ thống thoát lũ vẫn phát huy hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều người điều khiển xe hai bánh trên tuyến đường nội thôn Tân Bình nối từ quốc lộ 27 đến kênh Tây ở xã Lam Sơn, huyện Ninh Sơn luôn trong tâm trạng bất an vì đường xuống cấp và đã có không ít vụ tai nạn xảy ra. Với chiều dài khoảng 2 km, nhưng trên tuyến đường nội thôn Tân Bình ở xã Lam Sơn, huyện Ninh Sơn có đến hàng chục ổ voi, ổ gà. Hàng ngày đi lại trên tuyến đường này, bà Sinh đã chứng kiến nhiều người điều khiển xe hai bánh tự té và bản thân bà Sinh cũng vừa té do không tránh kịp ổ gà. Đường nó quá hư hỏng rồi, đi té nhiều lắm. Nhiều người té lắm, không phải một mình tôi đâu, tôi té mấy lần, hai lần á. Cẳng chân bây giờ vẫn còn sưng, vẫn còn bầm. Theo người dân địa phương cho biết, đường nội thôn Tân Bình được đầu tư thảm bê tông từ năm 2011. Đây là tuyến đường chính để vận chuyển nông sản và đi lại của hơn 1.000 nhân khẩu ở các thôn Tạm Ngân 2, Tân Bình, Lập Lá và thôn Lâm Quý. Qua hơn 10 năm sử dụng, đến nay mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cái đường này đã làm từ lâu, nhưng mà nãy đã xuống cấp cũng đã từ lâu rồi. Nhiều khi người dân đó mấy lần tiếp xúc cử tri tỉnh huyện, thì bà con cử tri đã kiến nghị, tức là tiếp xúc cử tri đã nói về con đường này. Tức là đường này đường vận chuyển nông sản của bà con đã xuống cấp nhưng mà đi lại rất khó khăn. Một là nhiều người té, nhất là các cháu học sinh vào mùa đi học, ngày đi học đã té nhiều người. Đấy, nay nó đã xuống cấp. Thì hôm nay đại diện cho chính quyền địa phương mong muốn được sự quan tâm của các cấp để quan tâm thêm, để đầu tư vào con đường này. Theo Ủy ban Nhân dân xã Lâm Sơn, tuyến đường đã có kế hoạch sửa chữa, tuy nhiên khoản kinh phí dự trù để sửa chữa đường vượt quá khả năng của địa phương. Về cái nguồn vốn duy tư của tuyến đường này thì theo cái hạch toán của địa phương tầm trên 2 tỷ, đó là một nguồn vốn rất là lớn, nên là địa phương thì không có đủ nguồn kinh phí để đầu tư cái nâng cấp sửa chữa tuyến đường này. Chính quyền địa phương chúng tôi cũng mong muốn các cấp, các ngành của tỉnh có cái sự quan tâm hỗ trợ cho xã Lâm Sơn nói riêng và các cái kiến nghị giải quyết được cái nhu kiến nghị của bà con cử tri. Ở đây một trong những cái tiêu chí cứng để xã Lâm Sơn đạt về cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Nếu tuyến đường nội thôn Tân Bình chưa được đầu tư nâng cấp thì nguy cơ tai nạn giao thông sẽ tiếp tục xảy ra. Điều quan trọng nữa là xã Lâm Sơn đang trong lộ trình phấn đấu để về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp sửa chữa tuyến đường, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân cần được ưu tiên. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống cây xanh đô thị có chức năng tạo cảnh quan, bóng mát và thanh lọc bầu không khí. Thế nhưng nếu hệ thống cây xanh không được cắt tỉa thường xuyên, sẽ che khuất tầm nhìn, có nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đây cũng là kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Trước nhà ông Thành ở tuyến đường Hùng Vương có trồng nhiều cây cổ thụ, từng chứng kiến cây xanh ngã đổ nên khi mưa lớn là ông lại lo lắng. Cây xanh ở cái thành phố mình nó nhiều, đó, nhưng mà mùa mưa bão tới nhiều cái cây á, nó đã bị lão rồi, hoặc là cành nó bị khô, đó, đôi khi mình không cắt á, thì xảy ra tai nạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Huy Hoàng hiện đang quản lý và chăm sóc gần 8.000 cây xanh trên 84 tuyến đường chính ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Mặc dù đơn vị thường xuyên khảo sát và rong tỉa cây, tuy nhiên nhiều nơi cây phát triển nhanh, che khuất biển báo và tín hiệu đèn giao thông, một số cây cổ thụ có nguy cơ gãy đổ khi mưa lớn. Việc rong tỉa cây xanh thì đơn vị vẫn thực hiện hàng ngày, hàng tuần. Và trước khi thực hiện thì đơn vị cũng đã gửi kế hoạch cho thành phố và cử tri địa phương ở đây biết và thực hiện cùng nhau giám sát. Và sau khi nhận được cái ý kiến của cử tri về cây xanh mà che đèn tín hiệu đồ thì đơn vị cũng đã thực hiện gọi là dứt khoát, nhanh, liền mạch, không có trở nải và để cho đáp ứng được cái mỹ quan đô thị và hạn chế cây ngã đổ mưa bão. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đơn vị chức năng cần thường xuyên khảo sát và rong tỉa hệ thống cây xanh trên các tuyến đường.
Có như vậy, hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố mới đạt được cả hai mục tiêu, tôn tạo cảnh quan môi trường và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Chương mục tiếng nói cử tri đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị và các bạn gửi về chuyên mục tiếng nói cử tri, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, hộp thư điện tử bhthoisantv@gmail.com hoặc số điện thoại 0911 497 099. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình này kỳ sau.